Cuba tuyên bố đã phá vỡ một âm mưu đưa vũ khí và đạn dược từ Mỹ vào đất nước này. Theo Bộ Nội vụ Cuba, công dân Garcia Alvarez đã bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 khi mang theo một số lượng lớn súng ống, đạn dược và trang thiết bị quân sự và bị cáo buộc có ý định tấn công một đơn vị quân đội để lấy vũ khí. Chính quyền Cuba cho biết đã nhiều lần thông báo cho Mỹ về hoạt động của những kẻ khủng bố Cuba sinh sống tại Mỹ, nhưng họ vẫn tiếp tục tổ chức và tài trợ cho các hoạt động bạo lực này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhận được thông tin, nhưng khẳng định cơ quan thực thi pháp luật Mỹ truy tố các cá nhân dựa trên luật pháp Mỹ và không chịu sự chỉ đạo từ chính phủ nước ngoài. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Hiệu trưởng Trường Đại học Quân sự Kim Nhật Thành đã dẫn đầu đoàn quan chức huấn luyện quân sự Triều Tiên tới thăm Nga. Đây là cuộc trao đổi quân sự đầu tiên giữa hai nước kể từ khi hai bên ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung vào hồi tháng 6 năm 2024, nhân chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đại học quân sự Kim Nhật Thành là nơi đào tạo các sĩ quan quân sự ưu tú của Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cũng đã theo học đại học này sau khi hoàn thành việc học tập tại Thụy Sĩ và trước khi trở thành nhà lãnh đạo thứ ba của Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết Washington sẽ cung cấp các giải pháp mới giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Ukraine hứng chịu không kích quy mô lớn vào nhiều thành phố vào ngày hôm qua, khiến hơn 40 người thiệt mạng. Trong tuyên bố, ông Biden nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh sẽ công bố các biện pháp mới để tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington vào tuần này, theo Tổng thống Mỹ, điều quan trọng là thế giới tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Rạng sáng ngày 8 tháng 7, Nga đã tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào hàng loạt thành phố ở Ukraine. Vụ tập kích khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương, nhiều hạ tầng bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân của lực lượng vũ trang Ukraine, nhằm đáp trả các nỗ lực tấn công các cơ sở năng lượng trên lãnh thổ nước này. Vụ tấn công xảy ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tại Washington. Một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị là cuộc xung đột ở Ukraine. Nhân dịp này, ông Zelensky sẽ kêu gọi NATO viện trợ thêm nhiều hệ thống phòng không tiên tiến Patriot cho Ukraine. Cam kết tăng cường viện trợ từ NATO sẽ được coi là thắng lợi lớn nhất cho ông Zelensky trong bối cảnh quân đội Ukraine căng mình đối phó với các cuộc tấn công của Nga hơn 2 năm qua. Và lội ngược dòng của phe cánh tả là nhận định về vòng 2 bầu cử của hội Pháp. Từ chỗ về nhì ở vòng 1, Liên minh Mặt trận Bình dân mới với màu đỏ đặc trưng đã vượt qua Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu để trở thành lực lượng lớn nhất trong quốc hội Pháp với 182 ghế. Theo sau là Liên minh Chung sức của Tổng thống Macron hiển thị qua màu vàng với 168 ghế trong quốc hội mới, thấp hơn nhiều so với 254 đại biểu trong cơ quan lập pháp nhiệm kỳ trước. Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu chỉ xếp thứ 3 với 143 ghế. Đảng Tập hợp Quốc gia đã không thể đạt được đa số tuyệt đối như các nhà bình luận dự đoán cách đây một tuần. Đây là một sự nhẹ nhõm to lớn đối với đại đa số người dân đất nước. Phe cực hữu thì không thể giấu nổi sự thất vọng khi đang từ dẫn đầu thành bên không thể thành lập chính phủ. Nước Pháp sẽ bị xa lầy bởi có ba nhóm chính trị có tầm ảnh hưởng gần như nhau đứng đầu quốc hội. Thật đáng buồn khi chúng ta đang đi theo hướng đó. Chúng ta sẽ mất thêm một năm nữa, thêm một năm nhập cư không được kiểm soát, thêm một năm mất sức mua, thêm một năm bùng nổ tình trạng mất an toàn. Về phía Liên minh cầm quyền, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố sẽ nộp đơn từ chức vào ngày hôm nay. Tối nay, nhóm chính trị mà tôi đại diện trong chiến dịch này, kể cả khi đạt được số phiếu cao gấp 3 lần so với dự đoán, thì vẫn không thể chiếm được đa số. Và vì vậy, trung thành với truyền thống Cộng hòa và các nguyên tắc của mình, tôi sẽ đệ đơn từ chức tới Tổng thống. Những cử tri ủng hộ cánh tả và trung hữu thì thở phào nhẹ nhõm khi tạm đặt qua nỗi lo về phe cực hữu nắm quyền. Trong nhiều tuần, các phương tiện truyền thông và các cuộc thăm dò đã nói với chúng tôi rằng Đảng Tập hợp Quốc gia sẽ giành được đa số, và đất nước đã cho thấy rằng điều đó không phải sự thật. Đây là một chiến thắng to lớn và chúng tôi cảm thấy rất vui. Dù vậy, không phải ai cũng chấp nhận kết quả này. Đụng độ đã xảy ra đêm qua giữa những người ủng hộ phe cực hữu và phe cánh tả ở Lyon. Trong khi đó,
bạo loạn xảy ra ở Paris và một số khu vực khác đã khiến cảnh sát phải can thiệp. Kết dựa trên những căn cứ rõ ràng, những giá trị rõ ràng của nền Cộng hòa. Mặt trận bình dân mới cần chịu trách nhiệm về trạng thái mới trong lịch sử đất nước. Ngoài ông Mélenchon và ông Hollande, những người gần như chắc chắn không thể được đề cử. Những gương mặt khác đang được cân nhắc bao gồm ông Olivier Faure của Đảng Xã hội hay bà Marine Tondelier của Đảng Sinh Thái. Một viễn cảnh khác là việc Tổng thống Macron từ chối đơn đề nghị của ông Attal giống như ông từng làm sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2022. Bản thân ông Attal cũng khẳng định sẵn sàng tiếp tục vai trò nếu được yêu cầu, đặc biệt trong bối cảnh Pháp sẽ khai mạc Thế vận hội 3 tuần tới. Tôi biết rằng sau kết quả này, nhiều người dân Pháp cảm thấy có một sự không chắc chắn về tương lai khi không đảng nào giành được đa số tuyệt đối. Đất nước chúng ta đang trải qua một tình hình chính trị chưa từng có và đang chuẩn bị chào đón Thế vận hội Olympic trong vài tuần nữa. Tôi vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình tới chừng nào cần thiết. Theo giới quan sát, điều có khả năng xảy ra nhất là việc hình thành một chính phủ cầu vồng gồm nhiều sắc thái chính trị như thường thấy tại Bỉ trên cơ sở một quốc hội đa nguyên. Có khả năng chúng ta sẽ thấy một số lực lượng từ Liên minh cánh tả tìm cách xây dựng một liên minh với phe trung dung của Tổng thống Macron. Điều đó sẽ giúp tạo ra một liên minh mới, nắm đa số tuyệt đối. Trong trường hợp đó, ông Macron sẽ cần tới sự ủng hộ của các đảng xã hội, sinh thái và những người Cộng hòa với ông Raphael Glucksmann có thể là một ứng viên tiềm năng để lãnh đạo đất nước. Nếu các bên không thể thành lập một liên minh đa số, các đảng chính của Pháp, ngoại trừ đảng cực hữu tập hợp quốc gia, có thể xem xét thành lập một chính phủ tạm thời với những kế hoạch tối thiểu nhằm giúp đất nước vận hành trong một năm tới, khi Tổng thống có thể giải tán quốc hội một lần nữa. Trong bất kỳ trường hợp nào, Tổng thống tại Pháp sẽ không đưa ra quyết định ngay lập tức. Hiến pháp nước này không quy định thời hạn cho hành động này. Còn Điện Élysée thì khẳng định Tổng thống sẽ phân tích kết quả bầu cử, đồng thời sẽ đợi quốc hội mới được thành lập trước khi thực hiện các bước đi tiếp theo. Hôm qua, Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia của Pháp đã gia nhập Liên minh những người yêu nước vì châu Âu tại Nghị viện châu Âu, một ngày sau khi đảng này về đích ở vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Đảng Cực hữu Tự do của Áo, Đảng Fidesz của Hungary và Đảng Dân túy ANO của Séc đã đồng ý hợp lực trong Liên minh để hướng đến mục tiêu chống nhập cư bất hợp pháp, cũng như chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ Bruxelles trở lại cho các quốc gia thành viên. Chúng tôi kiên quyết phản đối khía cạnh siêu liên bang này của Liên minh châu Âu. Chống lại thực tế là Liên minh châu Âu muốn thống trị các quốc gia thành viên bằng mọi giá. Với việc bổ sung 30 thành viên của Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia của Pháp, Liên minh những người yêu nước vì châu Âu sẽ đặt ra thách thức đối với Đảng Nhân dân châu Âu, EPP Trung hữu, vốn ủng hộ bà Ursula von der Leyen trong nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Chủ tịch Ủy ban châu Âu.